Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel. Mình là Amin Kha đây. Ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn đây là chiếc Dell Latitude 7490 chạy cho chúng ta là con chip Core i5-8250U. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một bài test hiệu năng với những cái tác vụ rất cơ bản mà một số bạn theo dõi trên channel của DVC ấy thì cũng đã biết rồi. Đầu tiên là show điểm số bởi những app như PC Benchmark, Cinebench R23, rồi tiếp đến là test từ game liên minh điện thoại và test mở các tab chờ ROM nhiều cùng một lúc luôn, tầm khoảng là từ 10 đến 20 tab như thế, để xem rằng là về cái khoảng đa nhiệm cũng như là về cái mức hiệu năng của con chip Core i5-8250U có trên chiếc máy này nó là như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của video để khám phá nó nhé. Đầu tiên thì mình sẽ show cho các bạn xem là điểm PC Max 10 của con này. Nói chung là đối với lại cái điểm số mà 2593 điểm ấy, nó là một cái điểm số nhìn chung là ổn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là để mà chơi được max setting từ game liên minh điện thoại thì hơi khó đúng không nè. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái phần xem điểm Cinebench R23 rồi sau đó là vào test luôn để xem rằng là nó có đảm bảo được hiệu năng mượt mà hay không các bạn nhé. Và đây là điểm Cinebench R23 này. Như các bạn có thể thấy rằng là điểm số của nó sẽ dao động tầm khoảng là 897 điểm cho single core. Đấy là đơn nhân đó. Còn multi core là chúng ta sẽ có là 2262 điểm. Điểm số thì thực chất là mình cũng sẽ show cho các bạn xem thôi, chứ còn cơ bản là để mà nói về cái trải nghiệm thực tế thì cảm giác như nó là một trời một vực vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần test game các bạn nhé. A few moments later. Ở đây thì mình đang để mức độ họ là trung bình thấp các bạn nhé. Thì đối với lại cái mức trung bình thấp này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ ổn định với cái mức 6S nhiều nhất. Còn nếu như các bạn để lên trung bình thì nó sẽ hơi khó khăn một tí. Còn nếu như mà các bạn không quan tâm về mặt độ họ thì để mức rất thấp nó sẽ vô cùng mượt luôn. Ở đây mình sẽ test cho các bạn xem. Trung bình thấp thì thực chất là FPS nó vẫn dao động đâu đó là tầm khoảng từ 40 đến 50 các bạn nhé. Còn khi mà về rất thấp này. Đấy. Thì trong nó sẽ nó hơi sóng một tí, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ có một trải nghiệm nó mượt mà hơn. Về khoảng GPU trên cái chiếc máy này thì mình thấy rằng là nó đã sử dụng khoảng 78% rồi, chưa phải nào quá mức đâu. Nhưng mà nhìn chung thì rõ ràng là với con chip Core i5 thế hệ thứ 8 như thế này thì cái trải nghiệm chơi game nó dừng lại ở mức tạm. Tuy nhiên thì với cái mức hiệu suất của con này mình vẫn thấy rằng là đôi lúc nó drop rất là sâu, mặc dù đã để ở mức độ họ thấp như thế này rồi. One hour later. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đó chính là test mở tab cho ROM các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ mở tầm 2-3 tab gì đó. Ở đây thì các bạn lưu ý rằng là mình sẽ mở cùng lúc khoảng 20 mấy tab đúng không nào? Tầm 20 tab đi, cứ cho là như thế để xem rằng là nó có thật sự là mượt mà hay không. Đấy. Những video này thì đều đang chạy hết rồi này. Cái này thì video nó chưa chạy. Đây. Đâu xem nào, được máy tab rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 18 YouTube đang được mở video chạy đều hết các bạn nhé. Tiếp đến là sẽ là DVC Store này.
Và ở đây các bạn có thể thấy rằng là bắt đầu từ tab thứ 10 trở đi thì nó loát hơi chậm một tí. Chúng ta cùng quay ngược lại với 10 tab đầu tiên nè. Đấy. Thì nó vẫn đang cứ chạy hoàn toàn là bình thường. À, cái này là hơi cần nhẹ một tí này, tất nhiên rồi. Ok, mình sẽ thử mở thêm một cái tab khác vậy. À, vậy là do cái trang DVC này nó rồi, ok, cuối cùng cũng đã load được rồi, như chúng ta có thể thấy này. Đấy. Đối với lại những trang như là Genka thì nó sẽ load nhanh hơn. Quạt bắt đầu mình thấy chạy cũng khá là to rồi. Đây là chỉ có mở Chrome thôi các bạn nhé. Đấy. Tất nhiên là đối với lại một cái chiếc máy như thế này thì khó mà đòi hỏi được lắm ở thời điểm hiện tại để cho ra những cái trải nghiệm nó vô cùng mượt mà như thế. Khó, rất khó. Từ bao nhiêu tá rồi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 cho nó máu này. Đấy. Nó để là những cái biểu tượng đang lót ở đây nhưng mà thực chất thì nó đều đã hiện lên hết rồi. Đây này. Đấy. Và quạt thì chạy khá là to các bạn nhé. Chạy y chang như là lúc đang chơi từ game liên quan điện thoại luôn. Đấy, thì cũng khó mà có thể đòi hỏi được thật sự rằng là với con chip Core i5 ở thời điểm hiện tại, mình tự tin khẳng định rằng là với những tác vụ văn phòng nó đã làm rất tốt. Tuy nhiên thì nói về những cái giải trí nâng cao như là chơi game hoặc là làm những cái tác vụ chỉnh sửa đồ họa kiểu như là dựng video hoặc là Photoshop, nó sẽ hơi bị khó khăn một tí. Điều này các bạn cần phải lưu ý. Nhưng mà nhìn chung thì nó vẫn cứ là ok thôi. YouTube thì video này. Đấy, nó cứ vẫn đang chạy bình thường. Đây, vẫn đang chạy bình thường. Đấy. Cái này bị đứng này, hơi khựng nhẹ một tí thôi, rất là bình thường. Đấy. Rồi. Đó là phần test tab cho ROM mở 20 tab cùng một lúc như thế luôn với RAM là 8GB. Thì trải nghiệm nhìn chung là mình thấy là nó cực kỳ là ok. Rồi, còn các bạn nghĩ sao về những trải nghiệm liên quan về cái con chip Core i5 thế hệ thứ 8 cho cái chip máy này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Đánh giá của mình thì đối với lại tựa game liên minh điện thoại thì nó hơi bị thọt thật. Tức là thọt ở đây là dùng cho cái việc là nó chưa đáp ứng đủ được. Kể cả là khi mà ở mức độ họa thấp nhất nó cũng khó mà có thể lên được 60fps. Nhưng mà nhìn chung tổng thể với những tác vụ văn phòng và điểm số như thế thì nó sẽ làm cực kỳ tốt rồi. Không có gì để chê cả các bạn nhé. Nó sẽ rất là phù hợp cho những tác vụ văn phòng. Còn xét về khía cạnh chơi game thì nó phải gọi là hơi khó khăn một tí. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.